Xin chào cả nhà, hiện tại Vi đang phân phối dòng mỹ phẩm Jolie Capiguan. Thì hôm nay Vi sẽ giới thiệu với cả nhà loại tông nơ Jolie mà Vi đang phân phối. Thì công dụng của tông nơ này thì có tác dụng là làm sạch sâu da này, cải thiện được những loại mụn như mụn ẩn, mụn đầu đen ở vùng mũi và vùng cằm. Thường những chị em hay inbox cho Vi hỏi là lý do vì sao mà mình vẫn sử dụng mỹ phẩm trị mụn nhưng mà vẫn xuất hiện mụn mụn đầu đen ở vùng mũi và vùng cằm nhiều. Thì đó là lý do cho chị em tiếp xúc thường bụi bẩn hàng ngày, hoặc là do chị em thường hay sử dụng mỹ phẩm bôi lên da, nhưng mà khi mình sử dụng sữa rửa mặt thì sữa rửa mặt cũng không lấy hết được cái lượng kem mà chúng ta đã bôi, cho nên tích tụ thành bã nhờn nè, làm sinh ra mụn. Sử dụng tông nơ này cũng khá đơn giản, thì chúng ta chỉ cần dùng bông tẩy trang lấy một lượng nước tông nơ, rồi chúng ta lau nhẹ từ trong ra ngoài. Chị em đặc biệt chú ý là tông nơ này cũng có tác dụng tẩy trang. Nếu như chúng ta thường hay make up á, thì chúng ta sẽ tẩy trang trước, sau đó rồi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt, hoặc là sau khi chúng ta rửa sữa rửa mặt xong á, thì chúng ta có thể bôi một lớp tông nơ mỏng nhẹ như thế này. Đặc biệt là chú ý vùng chữ T, nếu như chị em nào đang bị tình trạng là mụn đầu đen hoặc là mụn ẩn ở vùng mũi và vùng cằm, khi mà lau xong thì chúng ta để ý trên cái bông tẩy trang của chúng ta là nó sẽ dính những cái bụi bẩn đen cả cái bông tẩy trang luôn. Một chai tông nơ này có giá là 200.000. Chúng ta có thể sử dụng được tới 3 đến 4 tháng tùy theo cái mức độ sử dụng của chúng ta hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã xem clip.